Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Phong Nha Trang cuối năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có cuộc họp với Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan của tỉnh về công tác triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong Nha Trang. Tại cuộc họp, Ban Quản lý Dự án 7 cho biết đến thời điểm này, tại dự án cao tốc Vân Phong Nha Trang, đơn vị đã bàn giao hồ sơ cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương được 17 trên 83 km. Các khu vực bàn giao mặt bằng đi qua 3 địa phương: Vạn Ninh, Ninh Hòa và Diên Khánh. Theo kế hoạch, việc nhận hồ sơ thiết kế cọc giải phóng mặt bằng được tiến hành từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6, chia làm 3 đợt. Trong đó, đợt 1 đối với đoạn có phương án tuyến ổn định từ ngày 19 tháng 2 đến 15 tháng 3. Đợt 2 đối với đoạn thông thường, vi chỉnh so với nghiên cứu khả thi đến ngày 30 tháng 4. Và đợt 3 đối với đoạn phức tạp, kết thúc ngày 30 tháng 6. Toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng tại dự án này dự kiến đến ngày 17 tháng 12 sẽ hoàn thành. Được biết, dự án cao tốc Vân Phong Nha Trang có tổng chiều dài 83 km, quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,5 m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Ngoài hạng mục đường cao tốc, công trình gồm 4 nút giao liên thông, 6 nút giao trực thông, 13 cầu vượt sông, suối, 11 cầu vượt nút giao.